người muốn biết một bí mật nho nhỏ. Thật ra nhà tôi là xuống ngầm từ tận sâu bên trong ấy. Hiểu không? Muốn nghe không? Muốn nghe cái fact đấy không? Free fact. À thôi, không phải free thì thôi. Tôi sẽ không nói nữa. Đợi khi nào ai nó redeem thì tôi lấy fact nhiều tôi nói. Bây giờ thích thế chưa đi. Ok. Ok, tôi nói sao ta? Anh trai tớ vào sinh nhật của tớ khoảng 8 tuổi á. Lúc ấy tôi lớp 3, lớp 4. Anh trai tớ một dịp hiếm hoi đã tặng cho tớ một cái áo. Cái áo xinh lắm. Nó có tua tua, xong rồi nó phồng phồng một xíu, xong nó cao đến cổ. Nhưng mà lúc tớ mới nhận về, tớ vẫn ngơ ngác không biết để mặc như thế nào. Và tặng kèm với cái áo đó là một cái áo khác, nhưng mà dạng kiểu áo ba lỗ ấy mọi người. Tớ thì kiểu ngơ ngác là áo ba lỗ này là giống kiểu của bố mặc mà. Mày mắc gì đưa em mặc? Tớ sẽ lại đưa em mặc áo ba lỗ hả? Tôi không hiểu. Cho đến khi tớ mặc lên người, tớ mới nhận ra cái áo kín cổ cao tường rồi bông bông xòe xòe đấy, cái vải của nó trong suốt. What is that, bro? Đó là lý do vì sao anh ấy phải mua thêm cho tớ, tặng kèm một cái áo trong. Nhưng mà anh ấy thì chắc nghĩ là con bé này con bé mà đâu có mặc bra gì nữa, đúng không? Anh ấy kiểu có ngối được một áo ba lỗ của nam, không có mặc ở đâu. Cho nên tôi quyết định không mặc. Tại vì lúc tớ cầm là nó hai lớp vải, kiểu mặt trước mặt sau rồi bông bông xòe xòe, hình như tớ không nhìn rõ. Lúc mặc lên người rồi thì mới nhận ra là nó trong suốt. Nó không phải là trong, kiểu trong hoàn toàn, nhưng mà vẫn là kiểu nửa thấy nửa che ấy. Đấy, mọi người biết cái áo như này này. Đây là áo tớ lượm trên Google thôi. Thì cái áo đây kín cổ cao tường, xong ở giữa mọi người thấy nó tu tu lông lông không? Đó, nó có kiểu tu tu nhìn xinh á. Xong tay áo cũng dài rồi nó màu trắng, phút bộ đồ là màu trắng. Nhưng mà đến khi tớ mặc lên tớ mới biết là nó trong suốt. Mọi người biết cái kiểu kiểu áo không? Nó kiểu này đó. Ừ, nó không phải y hệt vậy. Cái cổ nó còn cao hơn một xíu nữa. Ừ, nó là cái size như thế. Hồi đấy tớ mặc là nó hơi rộng, bây giờ tớ mặc có khi là vừa. Ừ, có thể, hoặc là nó hơi chật. 8 tuổi mặc size người lớn mà gần vừa. No. Không, thật ra thì người tôi cũng cao á. Cho nên là cái body của tôi thì nó cũng kiểu thon thon đấy. Ừ, nó cũng gầy á. Nên là nó cũng không thay đổi lắm. Bị dừng phát triển à? Không, không phải dừng phát triển. Ok, tôi hình giống này. Mẹ tôi mua cho tôi cái áo hồi lôi 10 tuổi. Và đến khi tôi lên cấp 3, tôi vẫn mặc được cái áo đó. Nhưng mà nó hơi chật bu ba thôi. Hiểu không? Là cái phần eo, phần tay, rồi cổ thì vẫn vừa. Tôi chỉ chật bu ba. Tôi nhớ là cái lúc mà tôi lớp 5 nhỉ, tôi cao tới 1m47 thì bị bố đánh cho một trận. Bố mắng tôi sao mày cao nhanh thế. Sao mày như đến lớp 8 là tôi cao 1m7 tôi ngưng rồi. 69 nhá, mọi người là 69 nhá. Cái váy thì không ảnh hưởng, tại vì nó chỉ cần vừa cái eo thôi. Ví dụ như hồi trước thì nó dài tới đầu gối, xong sau này thì nó dài tới đùi. Bây giờ thì nó cũng hơi trên đùi. Tôi không cẩn thận là dễ lộ lắm. Cho nên là tớ có nhờ bố tớ là may thêm lớp ren. Ví dụ cái váy đây là ngay xa, ngay dưới mông mông đi. Thế là tớ nhờ bố may thêm một lớp ren 5 xăng nữa. Thế là giờ cái váy của tớ độc nhất vô nhị luôn, váy có ren á. Tôi sẽ không nói nữa. Đợi khi nào ai nó redeem thì tôi lấy fact nhiều tôi nói. Hả?